công văn gì? Để xem công văn từ bao giờ đường này. Rồi, xem công văn. Tôi cứ tắt máy đi. Thế là tổ công tác mình ở đâu? Tổ công tác mình ở đâu? Thấy rất nhiều anh em kêu nhưng mà không nghĩ là đặt biển đâu đằng này. Đâu để mình xem công văn. Đâu? Tuấn ơi, anh xuống anh chụp cho em cái biển. Tất cả các biển đi giao đây. Nguyễn Đức Thành, Hùng Vương, ngã tư T50 này, Kinh Ngọc, Lý Thái Tổ này, nút giao Quốc Cường này, Bình Đại này. Đây. Dạ. Được chưa? Dạ. Đây, Lý Thái Tổ, quốc lộ 2, tính ngược lại này. Đây là phần mới này, ngã tư 5 này, nút giao Kinh Ngọc, Quốc Lát này. Phân luồng thi công này. Phía trường văn hóa nghệ thuật ở đây này. Đây, trường văn hóa nghệ thuật đây này. Đó. Rồi, từ 30 tháng 1 đến 30 tháng 4 đúng không? Đây là giai đoạn 1 đúng không? Đó, đây là giai đoạn dự kiến. Rồi. Đây, có dấu đây. Rồi, ok. Đấy, nên đường này là dự kiến này, đường này cấm. Đã có công an thông báo rồi, đài báo thông báo rồi. Rồi, rồi. Chứ không phải là không có thông báo chỉ dẫn gì cả. Thế là như hiện tại là mình sai đúng không? Vâng. Như hiện tại là mình sai đúng không? Thôi, rồi anh đi đi. Hả? Ok. Lại đi à? Ừ, rồi đi.